Anh xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Combo Miền Tây. Thì không biết vào những ngày Tết vừa rồi thì cả nhà mình ăn Tết có vui không ạ? Mình đã đi những đâu, có thể comment tâm sự với lại Combo Miền Tây để mình cùng chia sẻ niềm vui, lan tỏa với mọi người ha. Thì trong những cái ngày Tết vừa rồi thì Hạnh biết là cả nhà đã ăn rất là nhiều thịt cá, tôm, cua, hải sản nè, các loại thức ăn rất là nhiều, thì chắc là mình cũng đã ngán rồi cả nhà. Vậy cho nên là ngày hôm nay Hạnh sẽ gợi ý cho cả nhà một món ăn với cơm chống ngán ha. Bảo đảm là món này rất là đưa cơm luôn. Đó là món thịt xào mắm ruốc. Thường thì người ta sẽ xào mắm ruốc với lại thịt ba rọi đó cả nhà, sắc ra miếng nhỏ nhỏ con con á. Nhưng mà thường thì khi mà mình làm những cái miếng thịt như vậy á, mình ăn liền thì nó rất là ngon, nhưng mà khi mình để lâu á, hâm tới hâm lui thì thịt nó sẽ bị cứng, nó không có còn ngon nữa, nó sẽ hơi bị khó ăn. Tuy nhiên là ngày hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ với cả nhà, mình cũng vẫn là xào thịt ba rọi với mắm ruốc, nhưng mà thịt nó sẽ không có còn bị cứng nữa và ăn rất là mềm, rất là dễ ăn luôn. Mình ăn với cơm này, hoặc là mình chấm với lại những cái xoài chua hay là cóc non gì đó cũng rất là ngon cả nhà. Bây giờ thì cơm bên miền Tây, mời cả nhà mình cùng vào bếp nha. Hạnh xin kính chúc cho cả nhà có một năm mới thật là an khang, thật là thịnh vượng, làm chuyện gì cũng thành công nè, có thật là nhiều sức khỏe, bình an, một cái Tết đoàn viên sum vầy ấm áp bên cạnh gia đình và người thân. Ở đây Hạnh có chuẩn bị một ký thịt nạc sai nè cả nhà. Thịt thì mình sẽ chọn thịt mà vừa có nạc vừa có mỡ ha. Mình có thể xay cái phần nạc dăm nè, hoặc là nạc vai nè. Hoặc là mình có thể xay cái thịt ba rọi cũng được nữa cả nhà, nếu như mình thích ăn nhiều mỡ ha. Cái món này thì mình dùng thịt có mỡ một tí á, nó sẽ mềm ngon hơn là so với cái thịt nạc không. Khi mình xào lên nên nó dễ bị sảm, bị cứng nha. Rồi, ở đây thì Hạnh có chuẩn bị một hũ mắm ruốc, trọng lượng là 360 g. Thì tùy gia đình mình ha, với cái lượng thịt 1 kg thì Hạnh sẽ dùng 360 g là nó vừa. Mình ăn ít thì mình có thể mua cái loại hũ nhỏ, hoặc là mình dùng phân nửa cái lượng này nha cả nhà. Và mình dùng bất cứ hiệu mắm nào mà mình yêu thích, không nhất định phải là loại mắm này. Ở đây thì Hạnh có khoảng chừng 60 g sả đã băm sẵn rồi nè cả nhà. Hạnh mua cái sả xay sẵn thì cho nó nhanh ha. Nếu như mình có cái sả mình tự bằm thì cũng được. Rồi thêm vài cái củ tỏi và vài cái củ hành tím. Ớt thì tùy thích, mình thích ăn cay thì mình cho ớt nhiều một tí cho nó ngon, nó thơm. Với cái món này thì mình sẽ chấm với lại đậu rồng là nó hợp nhất luôn cả nhà. Đậu rồng mình mua những cái trái xanh non mơn mướt như thế này nè, đó rất là giòn luôn. Đậu rồng mới hái xuống thì rất là ngọt cả nhà ha. Và thêm một ít chuối chát. Nói chung là mình chấm với cái gì cũng được ha, mình có thể chấm với các loại rau sống luôn. Đó, nguyên liệu đơn giản như vậy đó cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng bắt tay vào bếp nè. Đầu tiên thì mình sẽ đi băm nhuyễn cái phần hành tỏi để mà mình ướp thịt đó cả nhà. Ớt thì mình cũng băm nhuyễn luôn cả nhà. Mình thích ăn cay thì mình tăng cái lượng ớt lên ha. Mình băm nhuyễn xong rồi mình cũng cho vô trong cái phần sả luôn. Băm xong thì mình cho nó vô chung với sả luôn nè cả nhà. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi ướp thịt á. Mình ướp cho thịt nó thấm gia vị ha. Mình sẽ cho cái phần hành tỏi hồi nãy mình băm nhuyễn nè cả nhà, mình cho phân nửa vô ha. Xong rồi thì anh sẽ cho vào trong này là một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường, một ít tiêu xay cho nó thơm, khoảng chừng nửa muỗng cà phê cả nhà. Rồi mình sẽ trộn cái phần thịt này lên cho nó ngấm gia vị ha. Thịt này thì mình có thể mua cái thịt mà xay sẵn cũng được, hoặc là mình mua thịt về mình băm ha, băm hoặc xay nha cả nhà. Mình lưu ý là mình đừng có xay nhuyễn quá. Xay nhuyễn quá thì khi mà mình xào lên thì cái phần thịt của mình nó rất là dễ sảm. Và nếu như mình có dầu hành phi, tỏi phi á, thì mình sẽ cho vào trong này khoảng chừng 1 muỗng canh, để cho lát nữa mình xào thì cái thịt nó đỡ bị dính cục với nhau cả nhà. Không có hành phi, tỏi phi á, không có dầu hành phi, tỏi phi thì mình cho dầu ăn bình thường cũng được, hoặc là 1 muỗng canh mỡ cũng được. Rồi mình để đây cho thịt nó ngấm nha.
Thịt hồi nãy giờ hành ướp cũng được 15 phút rồi nè cả nhà, thì mình đi xào luôn ha. Trong trường hợp mình không có thời gian á thì mình đem thịt đi xào luôn cũng được, mình khỏi ướp cũng được, hoặc là ướp xong rồi mình xào ngay cũng được cả nhà nha. Mình sẽ cho vào trong chảo khoảng chừng 5 muỗng canh dầu ăn cả nhà, vì cái phần xả nó rất là hút dầu á, cho nên là mình sẽ cho cái lượng dầu tương đối nhiều một tí ha. Sau khi dầu sôi á thì mình sẽ cho cái phần xả vô trước. Mình sẽ phi cho cái phần xả này nó hơi xe lại, nó hơi khô lại một xíu thôi các nhà. Sau khi mình thấy xả nó hơi khô lại rồi á thì mình sẽ cho cái phần hành tỏi vô, rồi mình tiếp tục xào cho đến khi phần xả hành tỏi này nó vàng thơm lên ha. Rồi khi mình thấy xả hành tỏi nó vàng rồi thì mình tắt bếp đi cả nhà. Mình tắt bếp đi rồi mình mới cho cái phần thịt này vào. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn cho cái phần thịt của mình á nó ngấm hành tỏi xả nè, cũng như là nó ngấm cái phần dầu á cả nhà, thì nó sẽ đỡ bị dính vào nhau hơn là so với việc là mình vẫn để lửa ha. Mình tắt lửa rồi mình trộn á. Như thế này thì thịt nó sẽ không có bị dính vào nhau nhiều. Mình trộn đều cái phần thịt xong rồi thì mình sẽ bật bếp trở lại ha, và xào thịt ở trên lửa lớn để cho cái phần thịt của mình nó săn lại và nó không có bị ra nước cả nhà nha. Như cả nhà thấy là cái phần thịt mà mình xào nhờ mình tắt lửa mình mới cho thịt vô mình đảo nè, thì phần thịt của mình rất là rời nè, không có bị dính cục cả nhà ha. Và sau khi mà mình đã xào cho thịt nó săn toàn bộ rồi đó thì mình sẽ bắt đầu mình cho cái phần mắm ruốc vô. Mình cho mắm vô rồi thì mình sẽ xào đều lên cho cái phần mắm và thịt nó hòa quyện với nhau cả nhà. Nếu cả nhà làm cái lượng như của Hạnh đó thì cả nhà dùng cái chảo lớn hơn của Hạnh tí nha. Cái chảo Hạnh hôm nay lấy nhỏ quá nên là nó hơi không có được rộng rãi nè cả nhà. Mình chọn cái chảo rộng một tí mình đảo cho nó dễ ha. Nếu như mình thích ăn đậm vị mắm hơn thì mình cũng có thể tăng cái lượng mắm lên cả nhà ha. Ở đây mình dùng 360g rồi, nếu thích thì mình cũng thể dùng 500g luôn. Bây giờ thì mình sẽ nêm gia vị cho cái mắm này nó vừa ăn ha, tại vì mắm thì nó khá là mặn luôn. Mình sẽ cho vào trong này là một muỗng cà phê bột ngọt, và cho vào trong này là 4 muỗng canh đường. Tiếp tục xào cho phần mắm của mình nó đều gia vị lên. Rồi bây giờ thì mình sẽ liêm rim cái phần mắm với thịt này nè, liêu cho đến khi cái mắm nó hơi sệt lại một tí ha cả nhà. Rồi mình nêm gia vị lại cho vừa với khẩu vị ăn của gia đình mình ha, hoặc là khi mà mình dùng cái loại mắm khác á thì cái độ mặn nó sẽ khác đó cả nhà. Mình xào cho cái phần mắm của mình á nó sệt lại như thế này là được rồi nè cả nhà. Và mình nêm gia vị vừa ăn rồi thì mình cũng tắt bếp luôn cả nhà ha. Bây giờ mình sẽ cho mắm ra tô hay ra chén gì nha cả nhà. Cái này thì mình có thể làm nhiều á, rồi mình cho vào trong những cái hũ, những cái keo nhỏ nè, mình chia nhỏ ra rồi mình cho vào trong tủ lạnh mình để dành mình ăn dần á. Khi ăn thì mình có thể hâm nóng lại, rất là tiện nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn ghê ha, rất là thơm luôn. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món thịt băm xào băm mắm ruốc rồi nè cả nhà. Món này thì rất là dễ ăn luôn cả nhà. Mình sẽ chống ngán cho một cái Tết rất là nhiều đồ ăn, rất là nhiều thịt cá rồi. Đó, bây giờ mình quay trở lại mình làm cái món này để đảm bảo với cả nhà là ăn sẽ rất là ngon miệng và đưa cơm ha. Thì Hạnh cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video nè, và mong được cả nhà tiếp tục ủng hộ bằng cách like video, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giới thiệu kênh đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ăn ngon hấp lạ, hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Và Hạnh cũng xin chúc cho cả gia đình mình có một mùa xuân thật là an khang, thật là thịnh vượng nè, luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.